Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tuổi Trẻ Việt TV, nơi cập nhật tất tần tật những tin tức nổi bật, chất lượng, nhanh chóng và chính xác. Để xem hôm nay Tuổi Trẻ Việt TV sẽ mang đến cho quý vị những tin tức nóng hổi gì nào. Hồ Ngọc Hà từng cảm thấy áp lực vì danh xưng nữ hoàng giải trí, cảm thấy biết ơn vì tên gọi nữ hoàng thị phi. Hồ Ngọc Hà là một trong số ít nghệ sĩ có chỗ đứng vững chắc trong showbiz và luôn biết cách khiến tên tuổi của mình giữ được sức hút với khán giả. Bên cạnh sắc vóc quyến rũ và sự nghiệp nghệ thuật, đời tư của nữ ca sĩ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Hoạt động lâu năm trong ngành giải trí, không ít lần Hồ Ngọc Hà vướng phải scandal, đối mặt với áp lực dư luận. Đây cũng chính là lý do khiến tên tuổi của Hồ Ngọc Hà gắn liền với hai danh hiệu nữ hoàng giải trí và nữ hoàng thị phi. Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã có những chia sẻ về hai danh xưng nữ hoàng giải trí và nữ hoàng thị phi. Cô cho biết cảm thấy rất biết ơn bởi nữ hoàng giải trí khiến cô cảm thấy áp lực và giúp nữ ca sĩ leo lên đỉnh điểm của sự cố gắng, còn nữ hoàng thị phi giúp cô biết khiêm tốn và tìm ra sức mạnh bên trong mình. Cụ thể, Hồ Ngọc Hà bộc bạch: có những danh hiệu mọi người ưu ái gọi, có những danh hiệu tôi vô tình bị gọi, cho những danh hiệu hơi một chút oan ức bị gọi, nhưng rồi cuối cùng khi nhìn lại, tôi biết ơn tất cả. Vì nếu không có chức danh nữ hoàng giải trí đấy, tôi lại không phải cố gắng trong suốt sự nghiệp của mình cho xứng đáng với danh hiệu đó. Cũng phải có những áp lực như vậy mới dồn tôi đến đỉnh điểm cố gắng. Nếu không có những thị phi, không có những lời bàn tán ra vào, tôi lại không có sự khiêm tốn hoặc tôi sẽ không biết sức mạnh bên trong như thế nào. Sau mỗi lần trải qua chuyện, bây giờ khi trưởng thành hơn và nhìn lại, mình biết ơn tất cả. Vì mọi thứ làm cho cuộc sống của mình mà hay lắm. Nó nhiều màu sắc, nó đa dạng và trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Trước đây, khi mình trẻ, mình thấy đúng là áp lực và khá nặng, nhưng khi trưởng thành, mình thấy rất thú vị. Có lẽ chính nhờ quan điểm cực sáng suốt, không toan tính này mà tên tuổi của Hồ Ngọc Hà luôn gắn liền với hai danh xưng là nữ hoàng giải trí và nữ hoàng thị phi. Hồ Ngọc Hà xuất thân là một người mẫu với một số giải thưởng danh giá như giải nhì siêu mẫu Hà Nội 2000, giải nhất siêu mẫu Việt Nam 2001, giải nhì tìm kiếm siêu mẫu châu Á 2002. Cùng với đó, cô cũng gây ấn tượng khi tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình. Khi đang là ngôi sao vedette của sàn diễn thời trang, Hồ Ngọc Hà đột ngột chuyển sang làm ca sĩ trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Cô tìm đến nhạc sĩ Huy Tuấn, tầm sư học đạo và cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay 24 giờ 7 ngày. Với album đầu tay, Hồ Ngọc Hà không gây được nhiều tiếng vang, cô chỉ tạo được sự tò mò cho khán giả. Hiện tại, Hồ Ngọc Hà không chỉ thành công ở lĩnh vực nghệ thuật mà còn có được nhiều thành tựu ở lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm. Cô đã chứng minh cho khán giả thấy mình là một nghệ sĩ đa tài, đa năng và có bản lĩnh. Bên cạnh đó, nữ hoàng giải trí đang hạnh phúc bên Kim Lý, Bessu Bell và cặp song sinh Lisa Leon. Video đến đây là hết rồi, hãy để lại bình luận của bạn cho chúng tôi biết nhé. Và đừng quên like, share cũng như nhấn nút subscribe để ủng hộ Tuổi Trẻ Việt TV nha.